Mục sư người Mỹ Brandon dự đoán nước Mỹ sẽ phải đối mặt với sự hủy diệt do sự trừng phạt thần thánh từ thiên đường. Mục sư Brandon ở Mỹ trong buổi phát trực tiếp của mình đã tuyên bố rằng gần đây, Chúa đã cho ông thấy một cảnh tượng cực kỳ kinh hoàng và đáng sợ. Trong giấc mơ, Brandon nhìn thấy một thiên thần khổng lồ lơ lửng trên bầu trời cảng New York. Hình dáng của ngài bao trùm cả bầu trời đêm, mặc giáp vàng như thể chuẩn bị cho một trận chiến. Sự hiện diện của thiên thần ấy quá rực rỡ, khiến ông không thể nhìn thẳng lâu được. Brandon cũng thấy rằng từ trên cao, tượng nữ thần tự do đang với tay ra, nắm lấy dải duy băng đỏ ở thắt lưng, rồi rút ra một thanh kiếm khổng lồ. Thanh kiếm dài khoảng 100 feet, lấp lánh ánh sáng và lửa. Rốt cuộc, điều gì đang xảy ra? Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, bạn đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Brandon cho biết ông chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy. Mặc dù ông đã từng thấy thiên thần trước đây rất nhiều lần, nhưng linh thể chiến đấu mạnh mẽ này có quyền lực được ban cho từ ngai vàng của Chúa. Ngài có gương mặt nghiêm nghị, hai tay giơ cao thanh kiếm khổng lồ, chuẩn bị chém xuống tượng nữ thần tự do. Bản thân Brandon cảm thấy sợ hãi, muốn trốn tránh. Nhưng thiên thần nhìn thẳng vào ông, nên ông không có chỗ nào để ẩn náu. Giọng nói của ngài vang lên như sấm sét khắp bến cảng rằng: "Đất nước Mỹ, ta đã từng ưu ái ngươi, yêu thương ngươi hơn bất kỳ quốc gia nào khác, và đã làm cho ngươi trở nên thịnh vượng. Ngươi sẽ từ chối sự khiêm nhường đến bao giờ? Ngươi đang được cân đo trên cán cân của Chúa, nhưng kết quả lại mất đi khởi đầu vĩ đại của ngươi đã từng. Giờ đây, Mỹ sẽ kết thúc bằng sự nhục nhã và hủy diệt. Ta đã cầu xin ngươi trở về với ta hơn 100 năm rồi. Ta là Đức Chúa Trời nhân từ và rất kiên nhẫn trong sự phán xét. Ngươi không phải là niềm vui của ta, nhưng trái tim các ngươi đã chai sạn. Phớt lờ những người mang đến sự chỉ dẫn khôn ngoan và những người âm thầm cống hiến. Ta đã đưa ngươi ra khỏi hư vô, nâng ngươi lên vượt qua tất cả quốc gia và thúc đẩy ngươi trở thành quốc gia mạnh nhất, là để ngươi dẫn dắt thế giới hướng tới hòa bình. Nhưng ngươi đã lạc lối trong quyền lực và dục vọng, xa rời mục đích ban đầu. Ngươi sử dụng cây gậy quyền lực kích động xung đột khắp nơi trên thế giới, khiến lửa chiến tranh cùng khổ đau lan rộng. Ngươi chiếm hữu tài sản và nguồn lực, phớt lờ những người đang sống trong nghèo đói và khó khăn. Lẽ ra, ngươi phải là ngọn hải đăng của hy vọng, nhưng lại trở thành nguồn gốc của nỗi sợ hãi. Sự kiêu ngạo và tự mãn đã che mờ đôi mắt ngươi, khiến ngươi không thấy được sai lầm của chính mình. Giờ đây, ngươi đã sa ngã và trở nên thấp kém hơn cả Sodom. Phạm tội lớn hơn cả Ai Cập, kiêu ngạo còn hơn cả Babylon, Ba Tư và ích kỷ hơn cả Rome. Sự khôn ngoan của ngươi đã từng được cho là cao hơn cả Hy Lạp. Nơi thờ phụng thần thánh xa hoa của ngươi nhiều hơn bất kỳ vương quốc ngoại bang nào trong lịch sử. Khởi đầu của ngươi từng thuần khiết và vĩ đại, nhưng bây giờ tội ác của ngươi lại tràn ngập. Ta sẽ cắt đứt ngươi, ngươi sẽ gặt hái thành quả của sự tức giận mà bản thân đã gieo. Mỹ sẽ không còn là vua của các quốc gia. Sau lời kết tội đã xảy ra một điều kinh hoàng. Thanh kiếm khổng lồ chém vào đỉnh đầu của nữ thần tự do. Sự va chạm làm tỏa ra ánh sáng chói mắt, chia tượng thành hai nửa. Thanh kiếm chém vào bức tượng hết lần này đến lần khác, chia nữ thần thành từng mảnh. Mỗi lần va chạm, ngọn lửa lại bùng lên, kèm theo tiếng nổ vang dội. Tượng nữ thần tự do bị chặt thành từng mảnh rồi chìm xuống cảng. Brandon nói rằng mình đã khóc và cầu xin Chúa thương xót. Ông chưa bao giờ thấy một vị thần như vậy, chỉ biết đến tình yêu và lòng tốt của Ngài, nhưng chưa bao giờ thấy cơn thịnh nộ của Đấng Toàn Năng. Tiếp theo Brandon nói rằng, giấc mơ của mình lại thay đổi. Ông bắt đầu bay khắp nước Mỹ từ trên không và những cảnh tượng mà ông thấy còn khủng khiếp hơn bất cứ điều gì mà mình từng thấy. Toàn thể nước Mỹ như bị một trận động đất khổng lồ xé toạc ra làm hai nửa. Khu vực Đông Nam bị những cơn sóng lớn nhấn chìm. Bờ biển California xảy ra động đất lớn. Toàn bộ đường bờ biển nứt ra và vỡ vụn như bánh quy mặn. Các thành phố lớn ven biển từ Mexico đến Alaska đều chìm xuống biển. Cơn sóng lớn ập vào đất liền,
cho đến khi phần lớn bờ phía Tây biến mất trong Thái Bình Dương. Sau đó Brandon đã nhìn thấy 3 quả tên lửa khổng lồ bay lên. 2 quả được phóng từ biển, còn 1 quả được phóng từ đất liền. Sau khi bay một đoạn, chúng đã phát nổ chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi. Cả 3 quả tên lửa lần lượt nổ tung trên không trung. Đó là những quả bom hạt nhân khủng khiếp tạo thành những đám mây hình nấm khổng lồ màu trắng, tỏa ra ánh sáng chói lòa và sóng nhiệt. Vụ nổ hạt nhân lan rộng khắp nước Mỹ, khiến toàn bộ quốc gia này chìm trong sự sợ hãi và hỗn loạn. Brandon nói rằng, ông biết mình sẽ phải đối mặt với cái chết hoặc bị những thứ này bao trùm. Ông không biết tại sao lại như vậy, cũng không biết những điều này sẽ xảy ra khi nào, nhưng đó là hình ảnh trong giấc mơ mà Chúa đã khải thị cho ông, hoàn toàn không có bất kỳ sự phóng đại nào. Ngoài ra, mục sư Brandon còn đưa ra một dự đoán rằng vào năm 2029, một tiểu hành tinh khổng lồ sẽ va chạm với trái đất, gây ra những thiệt hại thảm khốc. Sóng xung kích của tiểu hành tinh đã gây ra một cơn sóng thần quét qua từ Puerto Rico đến Florida và các khu vực ven biển của Bắc Carolina, thậm chí còn ảnh hưởng đến châu Phi và châu Âu. Brandon cho biết, ông đã nhận được khải thị này sau gần 10 tháng cầu nguyện và tin rằng đây là điều mà Chúa muốn cho ông thấy. Cụ thể, tiểu hành tinh được mô tả là rất lớn, nên ông tin rằng nó sẽ gây ra thảm họa khủng khiếp. Hình ảnh mà ông nhận được là khi đang đứng bên cạnh bãi đậu xe. Ông bỗng nhìn thấy tiểu hành tinh khổng lồ tiến gần với tốc độ cực nhanh. Một âm thanh va chạm vang dội làm rung chuyển cả thế giới. Khi tiểu hành tinh va chạm với trái đất, sóng xung kích phát ra đủ sức mạnh để làm vỡ tất cả các cửa sổ của các tòa nhà. Sau đó, tiểu hành tinh nổ tung thành nhiều mảnh lớn. Những mảnh vụn này phát tán khắp nơi, rơi xuống các khu vực khác nhau trên trái đất, gây ra hậu quả thảm khốc. Môi trường xung quanh điểm va chạm sẽ bị tàn phá hoàn toàn. Theo mô tả về thị kiến của Brandon, tiểu hành tinh sẽ va chạm gần khu vực San Juan ở Puerto Rico, gây ra sự tàn phá lớn. Sóng xung kích từ cú va chạm sẽ kích hoạt một cơn sóng thần mạnh mẽ với quy mô rất khó tưởng tượng. Những cơn sóng thần sẽ di chuyển với tốc độ cực nhanh, bao phủ các hòn đảo dọc bờ biển Đại Tây Dương, bao gồm Puerto Rico, Bahamas và các hòn đảo khác ở vùng Caribe. Chiều cao của những cơn sóng sẽ vượt xa hàng trăm feet, hoàn toàn nuốt chửng các hòn đảo này, gây ra thiệt hại lớn. Hậu quả là sóng thần không chỉ nhấn chìm Puerto Rico mà còn ảnh hưởng đến bang Florida, đặc biệt là Miami và Fort Lauderdale. Sóng của sóng thần thậm chí có thể tràn vào sâu trong đất liền, gây ra sự tàn phá khủng khiếp cho tất cả các khu vực bị ảnh hưởng. Tác động của cơn sóng thần còn lan rộng lên phía Bắc, đến mũi Hatteras ở Bắc Carolina, thậm chí lan đến châu Phi và châu Âu. Nhiều nơi sẽ bị ảnh hưởng, bao gồm cả Vương quốc Anh. Tốc độ của sóng thần nhanh đến nỗi nhiều người không kịp thời gian để rời khỏi các hòn đảo. Toàn bộ khu vực Đại Tây Dương sẽ phải đối mặt với một thảm họa lớn. Đó là cảnh tượng mà Brandon đã nhìn thấy dưới sự chỉ dẫn của Chúa. Mặc dù những cảnh tượng tận thế mà Brandon mô tả thật đáng sợ, nhưng chúng cũng không đơn thuần là một sự đe dọa. Những hình ảnh này có thể là một lời cảnh tỉnh sâu sắc dành cho nhân loại, khiến chúng ta suy ngẫm về hành động và lối sống hiện tại của mình. Hình ảnh trong giấc mơ, dù là sự phán xét của thiên thần hay va chạm của các tiểu hành tinh nhỏ, đều nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng phải có trách nhiệm xem xét lại các giá trị và hành động của bản thân. Đối mặt với lời cảnh báo, chúng ta không chỉ cần chú ý đến ý nghĩa của biểu tượng phía sau những lời tiên tri mà còn phải rút ra bài học, tìm cách thay đổi để tránh những bi kịch xảy ra. Thách thức thực sự nằm ở chỗ, con người làm thế nào để xem đây là cơ hội, chủ động thực hiện những biện pháp có ích, nỗ lực sửa chữa con đường đã lệch lạc và từ đó tạo ra một thế giới hài hòa hơn cho tương lai. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối hàng ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.